Xin chào tất cả các mẹ. Hôm nay GigaKids giới thiệu đến các mẹ một sản phẩm, đó chính là sữa ngủ đêm Ruto của Nga. Sản phẩm này với dung tích là 200ml trên một hộp, có rất là nhiều hương vị khác nhau, dành cho bé từ 6 tháng tuổi trở lên nè. Đối với những bé mà một đêm bé thường thức uống, tức là bú khoảng 3 đến 4 lần, rất là nhiều lần thì ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé và mẹ, thì mình có thể sử dụng sản phẩm này cho bé uống trước khi đi ngủ khoảng 30 phút thì bé sẽ có cảm giác no lâu hơn và bé tức là ngủ sẽ sâu hơn, mà đảm bảo là bé vẫn đủ chất dinh dưỡng bổ sung cho bé đầy đủ. Mẹ yên tâm về sử dụng sản phẩm này cho bé nha, để giúp giấc ngủ của bé là sâu hơn.